Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sáng dẫn các bạn viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một loại bánh. Nội dung như sau. Bánh chưng là món ăn truyền thống mỗi dịp Tết đến. Nguyên liệu làm bánh gồm có gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ. Ngoài ra còn có lá dong, lạt tre dùng để gói bánh. Bánh chưng thường được gói thành hình vuông. Bánh có vị thơm của gạo nếp, vị béo của thịt mỡ. Cả nhà em rất thích ăn bánh chưng. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh viết 4 đến 5 câu giới thiệu về một loại bánh. Các bạn cùng đọc và tham khảo những ý hay. Chúc các bạn học tốt.